Mảng kế toán trong công ty bất động sản không đơn thuần như các kế toán loại hình doanh nghiệp khác. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong công ty bất động sản bao gồm công ty môi giới bất động sản hưởng hoa hồng, xây dựng bất động sản rồi bán như xây dựng chung cư, xây dựng bất động sản đầu tư như đầu tư góp vốn, môi giới cho thuê nhà, lĩnh vực thuê nhà rồi bán lại. Vậy, để làm được kế toán trong công ty bất động sản, các bạn cần phải xác định rõ doanh thu chi phí của từng loại dịch vụ đã nêu trên để hình thành ra được công việc hạch toán chi tiết cho các loại doanh thu dịch vụ, xác định được các chi phí hình thành ra giá vốn của mảng dịch vụ bất động sản tương ứng với doanh thu. Tham gia vào khóa học kế toán tổng hợp mảng dịch vụ môi giới bất động sản sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, hiểu rõ về công việc của một kế toán trong công ty môi giới bất động sản, giải quyết những khó khăn tồn đọng thường gặp. Các nội dung chính trong khóa học dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm 3 nội dung chính. Ở nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn cách hạch toán khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai, hạch toán các chi phí phát sinh trong kỳ của mảng dịch vụ môi giới bất động sản. Và nội dung thứ ba, hướng dẫn việc hoàn thành và lên báo cáo tài chính cuối năm. Đi vào từng nội dung của các phần. Phần 1, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của công ty dịch vụ môi giới bất động sản, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh, kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa các sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty dịch vụ môi giới bất động sản, phản ánh doanh thu của mảng dịch vụ, hướng dẫn cho chúng ta cách tạo mã và tách các khoản doanh thu đối với từng mảng, và các lưu ý về thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hình đặc thù dịch vụ môi giới bất động sản, hạch toán các hóa đơn liên quan đến mua công cụ và tài sản cố định, hướng dẫn việc thực hiện khi tăng và trích khấu hao tài sản cố định, cơ sở trích khấu hao, các hồ sơ liên quan đến mua công cụ mua tài sản, hồ sơ liên quan đến thanh lý và cơ sở pháp lý, hướng dẫn thực hiện việc tập hợp các chi phí tính giá thành của mảng dịch vụ, cân đối giá vốn, so sánh giữa doanh thu và giá vốn, các nội dung liên quan đến chi phí tiền lương và bảo hiểm, các nội dung liên quan đến đối chiếu kiểm tra sổ quỹ tiền mặt và bảng kê sổ phụ ngân hàng, các hạch toán đối với các chi phí mua ngoài, kê khai và nộp các loại thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phải nộp hàng tháng hàng quý, cân đối kiểm tra sai sót và điều chỉnh các tờ khai. Và nội dung liên quan đến cuối kỳ hướng dẫn cho chúng ta cách cân đối lại toàn bộ các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản trước khi lên báo cáo tài chính, thực hiện việc lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, lập đầy đủ một bộ báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện trên phần mềm HTKK và thực hiện nộp trên trang thuế điện tử, hướng dẫn cho chúng ta thực hiện việc in sổ sách, kết xuất đánh lại số chứng từ và các kinh nghiệm liên quan đến thanh tra quyết toán thuế đối với mảng kế toán môi giới bất động sản. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web kế toán việt hưng.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online và mỗi chứng từ, mỗi một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn cụ thể cho các bạn về các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.